Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại về tiếp một con trục lắp Marusi màu bạc, sườn thép rắc co, rất đẹp. Như các bạn thấy trên màn hình thì tất tần tật mọi thứ đều là inox hết. Căm vành inox. Vành size vành 27, đường kính bánh 680. Dè chắn bùn 3 ga. Rồi rổ, bộ đầu đều là inox hết. Chính hãng Marusi. Đây, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây nha, bộ đầu nha. Bộ đầu này đẹp long lanh không? Đấy, long lanh luôn đây này. Cực kỳ. Khóa cổ nha. Con này thì khóa cổ phong cách này. Đây các bạn nhìn này. Kéo qua đây là khóa cổ. Đó. Nhả lại là xong. Đó, nó đơn giản như vậy thôi. Cái này là... cái nhớt ở cổ nó lên nhé, mình chưa có vệ sinh, rất đẹp. Đây có quả chuông zin nhé. Đấy, đồ inox này, sáng bóng luôn. Inox tí chỗ này, tí cái đầu pua tăng này là nhôm. Đó, theo như ngày xưa thì gọi là cái này là ghi đông này, pua tăng này, cổ phốt này. Đây, cái này là cổ phốt này. Ở đây, cái này là cái bộ bộ tay đè, nó còn đang bị bụi, bụi. Tay đè Shimano Nessu. Đó. Hai. Đây. Ba. Hai. Một. Hai. Ba. Mình để ở ba lát, mình test ấy luôn. Đây nhé, tay đè rất đẹp nhá. Nó đang bị cái... đây, đấy. Long lanh không? Ừ. Đấy, nó đang bị bụi. Đây. Rắc co nhé. Sườn rắc co nhé. Rắc co này. Lát mình quay cho các bạn xem. Đèn LED. Đó, đèn LED mới cáo. Đùm Marusi. Đùm Marusi này. Đó. Xịn sò Marusi luôn nhé. Căm vành inox. Vỏ Marusi đây. Vỏ Marusi này, đấy, Marusi này. Vỏ đây, vỏ còn mới cáo luôn. Đấy. Đây, tình trạng vỏ đây nhé. Đây ạ. Đấy, vỏ này như thế này. Marusi chính hãng, cái này inox zin. Cái này, rõ inox Việt Nam, nhưng mà không hít nam châm. Không ghi xét. Đó, cái gì mình nói rõ ràng nhé, cho ngay nhé. Đây bộ đầu đây. Đấy. Ghi đông là nhôm nhá, nhôm đúc luôn nhá. À xin lỗi, cái tay thắng này nhôm đúc luôn nhá. Nhôm đúc toàn bộ luôn. Hàm thắng xịn sò của xe này đây. Đấy, đây, đĩa con. Ba mảnh. Đây, xịn sò nhá. Đấy, vành đây này các bạn nhìn vành này. Sáng long lanh luôn. Đấy, inox sẵn bóc. Đây. Đấy. Rồi, ok. Sườn thép nhá. Đó. Rắc co. Đấy, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Giò này bằng nhôm nhá. Củ máy đây. Đấy, các bạn nhìn củ máy này đẹp long lanh luôn. Đấy, củ máy đây. Đó, đây. Bắt nét cái củ máy cho các bạn xem nhé. Đấy. Đây, củ máy từ trên xuống đây. Cực kỳ hoành tráng. Đó. Đây. Marusi đây. Đấy, tem Marusi này. Đó. Đây nhé, vỏ Marusi đây nhé, chữ Marusi nhé. Vẫn nhìn rõ nhé. Vỏ trước, vỏ sau đều là Marusi. Đó. Đây. Các bạn nhìn cái con trục lắp này là đùm đời cao nhé, đùm nhôm. Đây, đùm nhôm nhé. Đấy, nhôm Shimano này. Đó. Đây, ở đây nó có cái chữ Japan, nó hơi mờ mờ. Ở đây này. Đây, chữ Japan ở chỗ này.
Made in Japan ở đây. Còn chữ Shimano thì còn rất rõ ở đây, Shimano đây. Netsu này. Đó. Cam inox. Này các bạn nhìn cái căng của nó, cái cằm của nó cứng như này này. Đấy. Cực căng luôn. Căng cực luôn. Rồi. Inox nha. Đấy, đây ba ga của nó đây. Đèo hàng inox đây. Đây. Đây nha, các bạn hỏi là xem là cái này thì có phải là mới hay cũ đây nhá. Bao zin nha. Marushi. Đấy. Vỏ Marushi đây, nó mới như thế này. Xe thì nói chung là tùy từng con nha các bạn. Có những cái xe thì nó bị nứt răn nhưng mà vẫn còn sử dụng được thì mình sẽ để. Có những con thì cái vỏ nó mới như thế này. Đấy, vỏ zin nó mới như thế này. Đây, thế này là mới đúng không ạ? Marushi đây. Đó. Có những con thì nó nứt không thể bỏ được, phải thay vỏ mới. Đấy. Đấy, còn thường những con hàng tuyển như thế này thì nó vỏ của nó còn nguyên như thế này. Đây, thương hiệu đây. Quay cái thương hiệu cho bà con xem. Đây ạ. Chữ Marushi nhé. Đây, bắn nét cho bạn xem này. Đây, Marushi này. Đó. Marushi cái gì? Shinko này. Đấy. Marushi là của Nhật. Đây nữa. Không những Marushi ở tem mà ra mà dập chữ nổi đây này. Nó đúc chữ đúc luôn này. Marushi này. Đó. Tùy con, những con này là đỉnh, rất đỉnh luôn. Đồ đạc các bạn nhìn này, đấy. Đó. Bắt nét nha, bắt nét coi cho nó rõ ràng. Ok, đây này, kính thưa các loại tem này. Đó, toàn chữ Nhật. Rồi. Đó. Con xe này có hai khóa. Khóa trước là khóa cổ. Khóa cổ nói luôn, khóa cổ của con đó là chỉ có tác dụng là ấy thôi, chống đổ thôi. Còn cái này là khóa bánh này. Đó, đây là khóa bánh này. Đấy. Hoạt động tốt nhé. Yên đây. Yên thì còn lành tít. Đấy. Bay mất tiêu chữ rồi. Đó, yên lành tít nhé. Nói chung là con này thì đây. Bàn đạp cùng zin của nó đây. Đấy. Sườn đây. Trên nhìn xuống đây. Đấy, đây là miên man chữ Nhật đây. Đấy, đúng không ạ? Đó. Tất tần tật còn rất ok. Cực đẹp luôn. Rồi, ok. Đó, thì cơ bản về cấu hình con lắp nó như vậy. Thì mình sẽ tổng kết lại là con xe này sườn thép rắc có nhôm, cặp vỏ Marushi hay là còn gọi là cặp vỏ chính hãng đấy thì còn khoảng trên 80% cho nó khách quan. Đó. Xe tất tần tật là còn rất đẹp. Đây, kể cả cái bao tay này là còn zin hết đấy. Các bạn nhìn bao tay này còn zin thì các bạn biết. Đây, đấy. Cái bao tay này còn zin hết. Rõ là rỗ inox Việt Nam nha. Cái gì nói cho rõ không được, bảo là bởi vì xe nó thế, mình mua xe cũ. Bản thân tôi thì cũng rất muốn kiếm được cái con xe nó về được cái rỗ zin của nó, nhưng mà qua thời gian sử dụng thì mấy ông Nhật ông làm hư hỏng hết rồi. Xe về nó không có rỗ, nó chỉ còn được cái này thôi. Đây này, nó còn được cái trống này mang về này. Cái trống rỗ thì còn zin của nó, còn cái rỗ thì nó ở Nhật rồi. Về nên chỉ còn cách là chọn cái rổ inox xịn của Việt Nam gắn vô thôi. Rồi đây, bây giờ mình sẽ test cái đèn cho các bạn xem. Đấy. Hai bóng sáng nhé. Hai bóng sáng, cái bóng này bóng phản quang. Đèn này là đèn LED auto NKL845. Đấy, là mã số của đèn. Đùm. Đây, như đã nói từ trước, đùm là đùm chính hãng Marushi. Đùm sau này thì đùm của Shimano Netsu Japan. Đèn đuôi này là đèn phản quang nhé. Đây. Đèn phản quang zin của nó nhé.
đó, xe cái gì thì nó về làm sao thì bán như vậy. Anh em thì nếu có mua thì hỏi kỹ nhé, có cái gì mình nếu mà tôi chưa nói mà cần tìm hiểu thì cứ hỏi, đừng có ngại. Mình hỏi thì thuận thì mua, không thuận thì thôi, không sao cả. Rồi, bây giờ mình test cái chuyển động cho bạn xem nhé. Đây. Đây, để nó ra đây cho các bạn xem cái chuyển động của cái. Đấy, rất nhiều bạn vẫn thường gọi điện hỏi thăm mình là cái xe trục lắp này thì nó chạy có ngon không, có nhẹ không. Mình nói luôn, bản thân cái xe thì nó nặng, nó nặng hơn rất nhiều so với cái xe cà pháo thường. Bởi vì các bạn nhìn thấy rồi, nội cái củ máy rồi mấy cái trục lắp đó là nó nặng hơn vài ký rồi, nhìn thấy mắt thường thấy vài ký rồi thì đương nhiên nó sẽ nặng hơn. Nhưng mà ngược lại chạy, đây các bạn nhìn, chạy thì nó lại rất nhẹ. Đi sẵn máy các bạn nghe cái tiếng động cơ của nó này, đúng không ạ? Nó chỉ có tiếng ro ro thôi, đúng không ạ? Đấy, thì như này thì các bạn sẽ nghĩ là nó biết là nó có nhẹ hay không thôi. Còn mình thì mình đã chạy rất nhiều rồi, bởi vì mỗi con xe trước khi giao mình đều phải trực tiếp mình test. Mình chạy các kiểu, chạy có tải, rồi chạy leo dốc, rồi chạy các kiểu để test xe, để về ví dụ nó có gì thì mình còn cân chỉnh lại. Đấy, cho nên là riêng về số 1, nếu các bạn chạy số 1 thì đạp như không đạp, nó rất nhẹ. Số 2 thì đạp tà tà, và nếu mà số 3 thì chỉ dùng trong khi các bạn bứt tốc thôi. Đang chạy số 2 nó có trớn sẵn đường trơn gọi là thuận gió thì các bạn đạp số 3 thì bay vù vù luôn. Đấy, các bạn nhìn cái đùm của nó thế này thì đương nhiên thì nó phải ngon thôi. Đấy, nó trôi này. Đấy. Đã rất nhiều lần mình nói về cái cơ cấu của cái xe này rồi. Thì đương nhiên thì nó chạy bằng hệ thống bánh răng. Tóm lại, cơ bản nó chỉ có hai loại bánh răng thôi, một loại bánh răng bánh vòng và một loại bánh răng là quả dứa vậy thôi. Y hệt như trong trục ô tô làm sao thì nó vậy thôi, nó gọi là trục lắc hay là có nơi thì các bạn gọi là trục các đăng đó. Thì như con xe này thì mình xin nhắc lại là sườn thép rắc co, sườn thép có rắc co đó, hàng nội địa Nhật. Đùm trước là chính hãng Marussi, đùm sau là đùm Shimano, Netsu, Japan. Đó, căm vành zin, inox zin, chắn bùn zin, baga zin, rổ không zin, inox Việt Nam. Đấy, cái gì nó rõ ràng như vậy để các bạn biết. À, thì vừa rồi thì mình có test đèn rồi, đèn sáng đúng không ạ? Đèn sau phản quang, đèn trước cảm ứng nhá, các bạn nghe rõ ràng nhé, mình nói xe mô tả sao là rất cực kỳ chân thực luôn. Đó. Bộ chuyển động lát thì xin lỗi đi, mình sẽ hư trước nó, bảo đảm luôn. Mình không biết bây giờ các bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà độ bền của nó thì cực kỳ. Chắc chắn là các bạn đi này sử dụng tới già nó chưa hư. Đấy là mình nói riêng bộ phận trục lát nha, cái gì nó rõ ràng nha, riêng về trục lát. Bởi vì các bạn mua xe này thường rất hay là nghĩ mà không biết trục lát nó có bền hay không. Đấy, cứ nhìn cái trục lát ô tô đấy. Đó. Nó quay vù vù, nó quay mấy cái tốc độ của mà nó lai cái hộp số ở cái trục xe mà chạy cả mấy chục cây số giờ mà nó chạy phà phà đó. Đó, mà đây là cái bánh răng trục lắp mà này nằm trong môi trường khép kín, được bảo vệ bởi mỡ bò chịu nhiệt, mà các bạn đạp cả tạch cả tàng mười mấy hai chục cây số một giờ thì biết bao giờ nó hư. Rồi, cái chuyện đó thì yên tâm đi. Vấn đề bây giờ nếu các bạn thích cái dòng xe này, ưu điểm của nó thì nhiều lắm, mình đã từng nói nhiều các video rồi. Thì gọi ngay số này 0939086797 để chốt đơn. Các bạn nào tình cờ lướt YouTube xem được video này, nếu thấy thích video cũng như các bạn yêu thích dòng xe đạp Nhật bãi thì vui lòng đăng ký kênh
Sau đó nhớ nhé, nhớ nhấn chuông và chọn tất cả. Các bạn đăng ký như vậy hoàn toàn miễn phí. Và nếu như sau khi đăng ký như vậy thì shop đăng video nào mới lên thì YouTube sẽ báo cho các bạn biết. Còn bây giờ mình xin phép được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này.